Đối với thầy cô giáo ở vùng lũ Quảng Trị, nước ngập nhiều ngày đã làm cho trang phục, dụng cụ giảng dạy hư hỏng. Với mong muốn chia sẻ yêu thương, những chiếc áo dài tặng cho giáo viên vùng lũ Quảng Trị là món quà ấm áp được đồng bào ở khắp mọi miền cả nước gửi tặng. Phóng sự do những đồng nghiệp của chúng tôi tại Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận thực hiện. Những ngôi trường sạch đẹp này ít ai ngờ rằng chưa đầy một tháng trước đã bị chìm sâu trong nước lũ. Trận lũ lịch sử kéo dài khiến người dân miền Trung mất nhiều thứ. Trong đó có nhiều thầy cô giáo với những bộ áo dài ngày ngày đến trường, đến lớp. Và hôm nay, những cô giáo trong tà áo dài thướt tha, dịu dàng cho thấy mọi thứ đang dần trở lại bình thường với miền Trung. Niềm vui và nét xinh đẹp của các cô trong những chiếc áo dài ấm áp được gửi đến từ mọi miền Tổ quốc. Đội ngũ giáo viên của trường chúng em thì có rất là một số giáo viên là ở vùng đồng bằng, vùng trũng thấp. Cho nên là nhà cửa của các đồng chí là bị ngâm trong nước dài ngày. Có những đồng chí là ngâm nhà ngâm nước đến 5-6 ngày. Thì thiệt hại về các cái đồ dùng, rồi thiệt hại cả về ngay cả sách vở giáo án của các đồng chí cũng bị ảnh hưởng. Và tôi nghĩ rằng là cái món quà nó dù là nó không lớn nhưng mà chúng tôi rất là ghi nhận cái tấm lòng của đoàn thuyền thiện nguyện Bình Thuận đã vượt hàng ngàn cây số để đến đây cùng với chúng tôi, tạo cho chúng tôi cái động lực lớn để chúng tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đây cũng là cái món quà đã động viên chúng tôi kịp thời trong cái mùa hiến chương năm học 2020-2021. Là người gốc Quảng Trị, thấu hiểu nỗi khổ của người dân miền Trung mỗi khi lũ lụt đi qua, chị Đặng Thị Kim Oanh, nguyên phó giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình Bình Thuận, đã đưa ra ý tưởng và khởi xướng quyên góp áo dài dành tặng cho giáo viên vùng lũ. Cái niềm vui lớn nhất đó là khi mà chúng tôi nhìn thấy những chiếc áo dài mình chuẩn bị đã được các cô mặc và các cô gửi những lời cảm ơn. Tất cả những điều đó khiến cho các nhóm đều hết sức là nỗ lực. Ngay sau khi phát động trên mạng xã hội đã nhận được nhiều sự ủng hộ. Lúc đầu vài bộ, vài chục, rồi đến hàng trăm bộ. Từ giáo viên, viên chức ngân hàng, ai cũng nhiệt tình tham gia. Người không có thì đến giặt, ủi, gia cố lại những chi tiết hư hỏng. Áo dài rất là cần, bởi vì sao? Bởi vì áo dài nó không phải là hàng thiết yếu, nhưng nó bắt buộc khi cô giáo quay lại trường là phải mang. Thứ nhất, thứ hai nữa là cái tiền công may nó cũng rất là mắc, vải nó mắc. Thấy đây là một cái lời vận động rất là hay. Những bộ áo dài này gửi đi nó không đơn thuần là những bộ áo dài thôi, mà đó là tất cả những tấm lòng của chị em phụ nữ chúng tôi ở Phú Quý gửi đến cho các cô giáo ở miền Trung. Đến thời điểm này, phong trào tặng áo dài cho giáo viên miền Trung không còn nằm trong địa giới Bình Thuận mà đã lan tỏa khắp mọi miền đất nước, cũng gom về tặng các cô giáo vùng lũ lụt. Con số 10.000 bộ áo dài dành tặng cô giáo miền Trung đã hiện thực đúng trong dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.